Quỳnh Như xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Bóng Đá Hot. Kính chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình điểm qua các nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, U23 Việt Nam vừa trải qua 3 trận toàn thua ở giải Doha Cup tại Qatar. Màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Trezor cũng khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy lo lắng khi SEA Games 32 đang tới rất gần. Khép lại triều đại Park Hang-seo, người hâm mộ mong chờ luồng gió mới đến từ tay phù thủy trắng Trezor. Tuy nhiên, qua 3 trận đầu dẫn dắt U23 Việt Nam, huấn luyện viên người Pháp chưa để lại nhiều dấu ấn và đang nhận về khá nhiều hoài nghi từ phía người hâm mộ. Ở giải Doha Cup vừa qua, có thể nhận thấy U23 Việt Nam chơi thiếu sáng tạo và đường nét, đặc biệt là khâu luân chuyển bóng từ tuyến giữa tới hàng tiền đạo. Chưa có lối chơi rõ ràng và đặc biệt nào được tạo ra, và cả hàng thủ lẫn hàng công đều chưa thể tạo ra sự an tâm cho người hâm mộ. Sau màn ra mắt tại giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023, thầy trò huấn luyện viên Philippe Trezor đã nhận về kết cục bi thảm không ai ngờ tới. Do đó, báo chí, cổ động viên khắp châu Á đang rất hoài nghi và lo ngại trước triết lý, chiến thuật của thầy trò huấn luyện viên Trezor. Cổ động viên lâu năm của bóng đá Việt Nam viết trên trang cá nhân như thế này: "Tiếp tục kiên nhẫn, cũng là những con người ấy, dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, huấn luyện viên Gong Okyun đã cho các đội châu Á lên bờ xuống ruộng. Không lên bờ xuống ruộng thì cũng lên nương xuống dẫy. Đến thời ông Trezor thì lại thể hiện điều ngược lại. Triết lý mới ư, chiến thuật mới ư, đồng ý là phải thử, phải kiên nhẫn. Nhưng kiên nhẫn thế nào được với một lối đá không còn khiến người ta sung sướng đến tột cùng như thế. Cũng truyền, cũng đập nhả, cũng ban bật. Nhưng đến 2/3 sân thì không biết phải làm gì tiếp theo. Đâu rồi những pha trồng biên, xuống đáy biên trả về tuyến 2, phối hợp trung lộ, tạt cánh, rút xa. Phải chăng chúng ta chỉ phù hợp với triết lý của những huấn luyện viên châu Á, Hàn Quốc? Nghĩ mà chán. Thật khó biện hộ, dẫu đây là một giải giao hữu, giả soát trước SEA Games, và kế tiếp đó là vòng loại U23 châu Á. Cái chính là thành phần U23 Việt Nam hiện nay không tệ, nếu không muốn nói là rất tốt. Nhưng cách thể hiện của U23 Việt Nam tại Doha Cup lần này là kém. Chẳng có cơ sở nào để nói rằng huấn luyện viên chưa dơ dở, không giỏi bằng thương hiệu của ông trong quá khứ đã được khẳng định rồi. Tuy nhiên, với thành phần U23 này đã là tuyến kế cận đội tuyển quốc gia mà bỏ hết làm lại hay sao? Khó, không thể và thậm chí là muộn rồi. Những gì các huấn luyện viên Hàn Quốc Park Hang-seo, Gong Okyun xây dựng cần cứ thế mà phát huy. Lứa U23 này mà xóa và làm lại thì thật khó vì mọi thứ đã định hình, nhất là dấu ấn các thầy Hàn cách đây nửa thập niên. Cách thua Iraq 0-3 rồi thua UAE 0-4 cứ như ác mộng thời bóng đá Việt Nam cách đây chừng gần thập niên về trước, ra dự các giải châu Á vậy. Thua và thua thảm. Đợi là đợi đến khi nào tính hiệu quả từ thầy Pháp với đội bóng trẻ Việt Nam mới đi vào hiệu quả. Bản hợp đồng của huấn luyện viên Trezor với VFF kéo dài đến tận năm 2026. Thầy Pháp thì rất căng cơ trong chuyện ký hợp đồng, theo kiểu huấn luyện viên Lơ Tát trước đây. Không phải dễ gì. Huấn luyện viên Trezor không dở, nhưng cách làm và nhất là cách huấn luyện cầu thủ của một ông thầy người Pháp e rằng gặp khó như những thầy Âu khác từng đến với bóng đá Việt Nam. Ngày huấn luyện viên Park Hang-seo về với bóng đá Việt Nam dẫn đội trẻ dự giải quốc tế giao hữu M150 tại Thái Lan là có thành tích ngay, trong đó có trận tranh hạng 3 đánh bại chủ nhà Thái Lan 2-1. Sau đó thì sang Thường Châu dự giải châu Á, U23 Việt Nam vào đến tận trận chung kết. Cùng với đó là đội tuyển quốc gia ông Park cắm nhiều cột mốc mới. Khi ông Gong Okyun tiếp nhận đội U23 ngay sau ngôi vô địch SEA Games 32 từ tay ông Park, thì U23 Việt Nam đã thể hiện tốt đấy thôi. Ngay sau trận chung kết SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình đánh bại Thái Lan 1-0, cũng là thời điểm ông Park chuyển giao quyền lực đội trẻ cho đồng hương Gong Okyun. Huấn luyện viên Gong Okyun dẫn quân U23 đi đá giải châu Á năm ngoái tại Uzbekistan và bị U23 Hàn Quốc chặn ở tứ kết. Giải đó U23 Thái Lan, U23 Malaysia đều chia tay ngay sau vòng bảng. U23 Việt Nam không thể làm được như ông Park làm được ở Thường Châu 2018. Nhưng giới chuyên môn và cả fan hâm mộ đều đánh giá cao ông Gong bởi đấu pháp, cách chơi hợp lý, cầu thủ thoải mái thực thi đấu pháp, cấu trúc đội hình thì rất chắc chắn. Bây giờ huấn luyện viên Trezor có vẻ như là xóa đi tất cả để làm lại. Lứa U23 lớn rồi, nếp đã in hằn sâu rồi, làm sao xóa đi làm lại được nữa? Huấn luyện viên Trezor và VFF sẽ kiên trì với nhau được bao lâu trước những xung đột, thà chạm sớm kẻo muộn hay là phải kiên trì không tạo áp lực? Nếu như U23 Việt Nam qua 2 trận để thủng lưới 7 bàn, không ghi được bàn nào, cầu thủ mắc lỗi cá nhân, thậm chí là lỗi vỡ lòng, cơ bản
thì U23 Thái Lan chơi rất ấn tượng tại Doha Cup. Việc người hâm mộ Việt Nam đòi hỏi cao, mong muốn đội nhà giành chiến thắng, ngay cả ở những trận giao hữu, là mong muốn chính đáng. Đó là ước mơ và khát khao muốn bóng đá nước nhà sẽ được nâng tầm. Một ngày nào đó sẽ so sánh với các cường quốc bóng đá của châu lục. Thế nhưng việc một bộ phận người hâm mộ kết luận, phê phán lối chơi, triết lý bóng đá và khả năng thành công của huấn luyện viên Philippe Chuzu với bóng đá Việt Nam thì hơi vội vàng và chủ quan. Trong bóng đá không ai đánh giá thành công, năng lực của một nhà cầm quân qua những trận giao hữu. Bóng đá phải là thực chiến tại các giải đấu, trận đấu chính thức, là nỗ lực tập luyện và tiến bộ không ngừng. Hôm nay ta có thể còn hạn chế, nhưng ngày mai ta sẽ tiến bộ hơn. Đó là tinh thần mà nhà cầm quân người Pháp đã truyền cho các học trò trong những ngày qua. Bởi vậy, dù đội nhà chưa giành được kết quả như mong muốn, ông Chuzu vẫn tin tưởng các học trò và lộ trình mà mình đã đặt ra. Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Huấn luyện viên Philippe Chuzu khẳng định như vậy sau khi U23 Việt Nam thua U23 UAE 0-4. Theo đó, nhà cầm quân người Pháp quan tâm đến tinh thần, khả năng phản ứng trên sân của các cầu thủ thay vì kết quả của các trận giao hữu. Thông qua giải đấu trên đất Qatar, những điều mà ông mong muốn đó là thấy được năng lực thật sự và điểm yếu của U23 Việt Nam. Nhìn lại hai trận đấu đã qua có thể thấy, điểm yếu cố hữu của U23 Việt Nam là thể lực và kinh nghiệm. Đây là vấn đề chung của các thế hệ cầu thủ Việt Nam trong nhiều năm qua. Trước khi V-League vận hành theo cơ chế chuyên nghiệp ra đời, thể lực của các cầu thủ Việt Nam được đánh giá chỉ đáp ứng thi đấu trong một hiệp. Thời gian qua, hàng loạt các lò đào tạo bóng đá chuyên nghiệp ra đời đã giúp nâng tầm thể lực, tầm vóc của cầu thủ bóng đá Việt Nam, mà điều đó được thể hiện rõ nhất trong thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Thế nhưng khi so sánh với cấp độ châu lục, thể hình và thể lực của các cầu thủ Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Hơn nữa, nhìn vào danh sách U23 Việt Nam hiện nay, số cầu thủ cao trên 1m8 khá ít. Ngoài ra, chiến thuật kiểm soát bóng và tấn công mà huấn luyện viên Philippe Chuzu áp dụng với U23 Việt Nam vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện. Đây là lối chơi đòi hỏi tinh thần tập thể. Các cá nhân phải có nền tảng kỹ thuật và thể lực rất tốt. Đó cũng là lý do vì sao, sau gần một tháng tập luyện đã qua, ban huấn luyện U23 Việt Nam liên tục nhồi thể lực, yêu cầu chuyên môn rất cao trên sân tập. Hơn nữa, qua thực chiến, qua các giải đấu, ông Philippe Chuzu sẽ có những điều chỉnh, thay đổi chiến thuật, triết lý để phù hợp hơn với các cầu thủ Việt Nam. Mục tiêu của huấn luyện viên Philippe Chuzu với U23 Việt Nam trước mắt là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Với đội tuyển Việt Nam là nâng cao trình độ tại các sân chơi châu lục, khu vực và tiến tới cạnh tranh xuất dự World Cup 2026. Thậm chí ông còn khẳng định, World Cup không phải mục tiêu xa vời với bóng đá Việt Nam, rằng đưa Việt Nam tới World Cup là mục tiêu quan trọng nhất sự nghiệp của ông. Vẫn còn quá sớm để nhận định về thành bại của huấn luyện viên Philippe Chuzu với U23 Việt Nam và bóng đá Việt Nam. Điều quan trọng nhất lúc này là chúng ta cần nhìn nhận khách quan. Philippe Chuzu mới tiếp quản U23 Việt Nam được gần một tháng, mới có vài buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam. U23 Việt Nam cần rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để thi đấu tốt trong trận gặp U23 Kyrgyzstan. Đây là đối thủ có trình độ ngang tầm với chúng ta và sẽ là cơ hội để thầy trò ông Philippe Chuzu lấy lại tinh thần và hình ảnh. Một trận thắng trước U23 Kyrgyzstan sẽ giúp người hâm mộ xua tan nghi ngờ về U23 Việt Nam và cá nhân ông Chuzu. Chặng đường phía trước còn rất dài, gian nan với bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Chuzu. Đường dài mới biết ngựa hay, cần thêm nhiều thời gian và cơ hội để nhà cầm quân người Pháp chứng minh giá trị của mình. Bất chấp huấn luyện viên Chuzu có sự an tâm nhất định từ đầu giải với hàng thủ cứng cáp và tuyến giữ ổn định, nhưng khi vào thực chiến đã bộc lộ nhiều sai lầm buộc phải trả giá. Trong lúc đó thì ông đã không chọn được chân sút U23 nào cho đội tuyển, khiến phải cầu cứu nhóm cầu thủ trẻ hơn U20 vừa dự vòng chung kết U20 châu Á. Tuy nhiên, sự non nớt của các tiểu tướng kém xa tuổi các đồng nghiệp đã không thể giúp đàn anh có một bàn thắng an ủi. Rõ ràng giới hâm mộ không vui sau hai trận ra mắt toàn thua của thầy trò ông Chuzu, dù ông vẫn thấy những tín hiệu tích cực từ những cú gãy đó. Các tuyển thủ trẻ đã luôn nỗ lực chơi hết mình, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của ban huấn luyện với tính chiến đấu cao. Thế nhưng sự non kém về kinh nghiệm và thiếu cọ sát sau 6 tháng không thi đấu, cùng trình độ chuyên môn thua thiệt so với đồng nghiệp, có nhiều cầu thủ đá giải châu Âu là nguyên nhân chính dẫn đến những trận thua khổ sở. Huấn luyện viên Chuzu cố giấu đi những yếu huyệt chết người của các học trò và thì thầm đáng yêu về sự hài lòng, cách chơi của các tuyển thủ trẻ. Nhưng chắc chắn là ông sẽ lặng lẽ giáo diết, tìm mọi cách để nâng tầm cho họ. Có lẽ thầy trò ông cũng chưa chuẩn bị cho một tâm lý thua cuộc nặng nề như vậy. Dù chỉ là một giải mời và các đối thủ đều hơn về đẳng cấp, cả trên lý thuyết ở bảng xếp hạng FIFA
lẫn thực tế. Nhưng dẫu như vậy, huấn luyện viên Philippe Chuozer vẫn tự tin khi cho rằng đội đã kiểm nghiệm được cấu trúc trong đội hình, vận hành đấu pháp, sự quyết tâm, tính chiến đấu và tổ chức trong thi đấu. Ông Chuozer cho biết, với tôi U23 Việt Nam đang từng bước cải thiện, nên nhớ trình độ của U23 UAE cao hơn U23 Việt Nam. Họ là thử thách lớn với chúng tôi. Tôi tiếc khi U23 Việt Nam để thua 4 bàn. Tôi nghĩ chúng tôi không đáng thua như thế. Dẫu sao tôi vẫn hài lòng. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng kết quả thật sự không nằm ở bảng tỷ số mà là ý tưởng, thái độ chơi bóng. U23 Việt Nam đã thể hiện được nền tảng tốt để từng bước cải thiện. Một số người cho rằng với những gì đang diễn ra ở Doha Cup 2023, ông Chuozer cần được thông cảm khi tiếp quản U23 Việt Nam vào thời điểm mà chất lượng chuyên môn của lứa cầu thủ này chưa thực sự tốt. Bột không đảm bảo chất lượng thì làm sao mà gột nên hồ. Nhưng cũng từ đó, ông thầy người Pháp phải cân nhắc lại chiến thuật của mình trước những đối thủ mạnh hơn hẳn. Bởi với chất lượng con người hiện tại, cộng với điểm yếu thể hình, thể lực cố hữu của cầu thủ Việt Nam trước nay, thì rõ ràng là chúng ta chơi tấn công và kiểm soát bóng trước đối thủ mạnh hơn là hoàn toàn không thể vì chưa đủ trình để thực hiện lối chơi đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất video trên kênh Bóng Đá Hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.